Alo, xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay sao trời lạnh quá. Hai lúa vậy, ngàn bận hai lúa vậy cả cỏ. Xéo qua xéo lại đổi chiều phải không? Vì đừng cắt một đường hoài nó bị có cái lằn không có đẹp.
không miếng nắng luôn. Một giờ mấy rồi không có miếng nắng luôn. Cạn được mớ rồi. Các cần chờ đó chắc xuống nè. Có cái dốc xuống. Cạn được mớ vào này. Tới lên trên rồi. Có năm nay thấy tốt. Bỗng gan chưa. Đẩy tay mấy tiếng hộ. Nhưng mà đẩy tay. Đẩy tay có 3 tiếng hộ. Cắt theo cái luống theo có một tầng một rồi nó cao vậy á, thấy ghê không, tầng một cao ghê, hai tầng cắt không nổi luôn, hai tầng cắt mà đổ cỏ hoài là mệt lắm. Mùa vậy là nó gãy 5 lần. Có ai cũng tốt vậy ha. Các sông này cỏ tốt, phía bên kia là không có sân góp phía sau, bên đó là có sân góp phía sau. Trong này của chú anh chị em nha các bạn, cặp máy lại đây. Có vậy ghê không, có chỗ vậy mà cũng có chỗ trống nữa nha. Có chỗ vậy mà cũng chết á, lộm cũng có. Này vô mày mấy chỗ này thưa là sao, này phải cào nó lên nào hoàng cái mình gãi một cỏ thì dâm một cỏ thêm à. Bên kia tráng xi măng đổ đá cái ống này, chú chèn nha các bạn.
mới thay cái chân này dưới này nó bị hư đó, mình thay nó đào rồi nó ống bể lum thay. Có mấy chỗ trống 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 chết rồi lom 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 lom. Tưới vàng nước tưới sơn góp gây hồn. Không mấy người kia đánh rồi. Mình chưa có đi ra sơn góp hết rồi. Mình đi ra tới đây thôi. 200 lẻ mấy cơ. Bự lắm. Nó vòng qua mút mút bên kia luôn. Năm bông hồng nó lên rồi nè. Nó hồng hồng lên. Mà lỡ mấy cây mình cắt thì hổng. Cỏ chưa cho nó mọc lên đầy chứ. Nhìn thấy cỏ đỏ không? Cắt mới xong hiệu xuống trên nha các bạn. Lên dẹp chạy qua bên kia cắt cắt cỏ tiếp. Bây giờ ở không mình về phải dặm cỏ thay đổi không cỏ thêm. Có mấy chỗ nó lỗ nó bị thưa. Video hay lúa tới đây kết thúc ngay của chú anh chị em nha các bạn. Nhớ subscribe giùm hai lúa nha. Hai lúa bye bye. Hai lúa hẹn video kế tiếp.